Anh này, em nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng mà chúng ta gặp nhau. Em muốn kết thúc hết tất cả. Em làm sao thế? Mình vừa vui vẻ với nhau cơ mà. Em yêu anh, nhưng mà mỗi lần ở bên anh, em cảm thấy rất đau khổ. Em thấy chán ghét chính bản thân của mình. Em không muốn trở thành kẻ phá vỡ gia đình người khác. Em à, em không phá vỡ hạnh phúc gia đình của ai hết. Vì vốn dĩ gia đình anh đâu có hạnh phúc. Anh với vợ anh không hợp nhau, không hiểu tính nhau. Cho dù có em hay không thì anh và cô ấy cũng sẽ sớm kết thúc thôi. Không phải, chỉ là anh đang biện minh thôi. Em là kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, còn anh là người đi ngoại tình mà. Cả hai chúng ta đều sai anh à? Em cho anh thời gian đi, anh sẽ sắp xếp mọi chuyện mà. Không, em không muốn vì em mà anh phải từ bỏ gia đình của mình. Em đủ tự trọng để biết mình phải rút lui khỏi mối quan hệ như thế này. Thời gian vừa qua, em đã quá nuông chiều cảm xúc của bản thân nên mới để mọi chuyện đi xa như thế này. Đừng mà em suy nghĩ kỹ lại đi. Chúng ta yêu nhau mà. Anh về với gia đình của mình đi. Tạm biệt anh. Ngọc. Ngọc. Anh Nam. Anh Nam. Anh nghĩ gì mà mặt mày thẫn thờ vậy? Không, anh có gì đâu. Anh mệt à? Sao anh ăn ít thế? Em nấu toàn những món anh thích rồi đấy. Anh ăn nhiều vào. Anh ăn đủ rồi, không ăn nữa. Anh ăn ít như thế, nhỡ bị suy nhược cơ thể ra đấy thì sao? Thôi. Nghe em đi, anh ăn nhiều vào nhá. Anh đã bảo anh không ăn mà, sao anh cứ gắp cho anh mãi thế? Em... Em biết là anh ghét mấy món này lắm không? Nhưng mà từ trước đến giờ anh vẫn thích mấy món này mà. Chưa khác, giờ khác. Giờ anh mệt lắm, anh đi nghỉ đây. Để bát em mai anh rửa. Anh... Em biết hay là giả vờ không biết đấy? Sao cơ? Anh nằm cạnh em mỗi đêm mà không đụng gì đến người em. Em không cảm nhận được điều gì à? Anh nói gì em không hiểu. Anh nói thật cho em biết nhé. Anh có người khác à? Lẽ nào ở trong một nhà tâm tư lòng dạ của người ta thế nào mà em không biết à? Anh đang nói cái gì cơ? Em còn nhớ lần mà mình gần gũi cuối cùng không? 6 tháng rồi đấy. Người đấy là ai? Hai người bắt đầu từ khi nào? Người ấy là ai? Bây giờ cũng không quan trọng nữa rồi. Anh với người ta cũng đã kết thúc. Anh tôn trọng em. Anh muốn em biết hết tất cả mọi chuyện. Quyết định là ở em. Thôi mà em. Thôi mà. Thôi bỏ anh ra. Em đừng như vậy nữa. Anh xin lỗi. Nhưng em không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình được. Bây giờ em có đánh có chửi anh cũng chịu thôi. Sao vậy? Hả? Tại sao anh làm như thế với em hả? Tại sao? Em đã ở bên anh từ lúc anh chỉ là một thằng sinh viên bỏ học nửa chừng.
Em dành hết tất cả yêu thương, dành tất cả thanh xuân của em cho anh. Và bây giờ anh thành công rồi thì anh lại phản bội em. Anh còn là anh khốn nạn không ạ? Cái gì đấy? Được rồi Phương Anh, anh nhớ hết những điều mà em đã làm cho anh, những gì mà em đã hy sinh cho anh. Thế nhưng mà anh không thể ở bên em chỉ vì anh biết ơn được. Bọn mình có hợp nhau đâu em. Em hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Có bao giờ bọn mình chia sẻ với nhau được điều gì không? Tình cảm của bọn mình có mặn nồng hay không? Hay là chỉ ở bên nhau đủ ngày đủ tháng rồi cưới? Không, anh sai rồi. Mình đã từng rất yêu nhau anh Nam mà. Chỉ là bây giờ anh có người khác rồi, anh thay lòng đổi dạ rồi, cho nên anh mới nói với em như vậy. Bây giờ em trả lời anh đi, em có hạnh phúc khi làm vợ của anh không? Em đã uổng phí cả tuổi thanh xuân cho anh. Em định để phần đời còn lại của mình chôn vùi như thế à? Em xứng đáng với một người tốt hơn, một người yêu thương em hơn, chứ không phải là anh. Đừng kéo theo lỗi lầm này đến hết cuộc đời nữa. Anh im đi! Em không muốn nghe gì nữa. Anh im đi. Chào em. Ờ, anh. Lâu rồi không gặp, sao tự nhiên hôm nay có hứng mời em đi cà phê đấy? Em dạo này ổn không? Em ổn. Còn anh thì sao? Vẫn hạnh phúc chứ? Anh chỉ hạnh phúc khi có em mà thôi. Chuyện của bọn mình cũng qua lâu rồi mà. Thế còn vợ anh, cô ấy thì sao ạ? Anh và cô ấy giải thoát cho nhau rồi. Em có thể về bên anh được không? Anh này, em đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể quên đi được hình bóng của anh. Em không thể nào tiếp tục đi vào cái vết xe đổ đấy được nữa. Cho dù anh và vợ anh có giải quyết xong đi rồi chăng nữa thì bản thân em cũng cảm thấy đầy tội lỗi nếu như em vẫn còn ở bên cạnh anh. Hơn nữa, bây giờ em cũng đã bắt đầu một mối quan hệ mới rồi. Nhưng anh không thể sống thiếu em được. Anh đừng để tình yêu làm mờ đi lý trí của mình như thế chứ. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi anh à. Em yêu anh, điều đó em không hề phủ nhận. Nhưng mà đó cũng là tình yêu mà em cảm thấy tội lỗi nhất của cuộc đời em. Và hơn nữa, em cũng đã bắt đầu một mối quan hệ mới rồi. Em không thể để tình yêu của chúng mình trở nên tội lỗi một lần nữa. Anh à, xin anh hãy quên em đi. Chúng mình hãy giữ cho nhau những kỷ niệm tốt đẹp nhất. Em rất tiếc, nhưng mà em chỉ có thể chúc anh hạnh phúc bên người khác thôi. Em về đây.